Đây là hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực thi công cầu vượt bắc qua sông Lạch Ray thuộc quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, khiến 2 công nhân chết tại chỗ, 4 công nhân khác bị thương. Nhiều công nhân có mặt tại hiện trường cho biết khoảng 6 giờ 30 sáng nay, 9 tháng 7 2014, một tổ công nhân gồm 6 người được phân công lắp dựng cần cẩu tháp để phục vụ thi công trụ cầu vượt. Trong lúc đang triển khai thi công lắp dựng phần thân cuối của cẩu tháp, thì thân cẩu và cabin bất ngờ đổ sập xuống bờ đê. Phần thân cẩu đã đè lên người các công nhân, làm anh Nam và anh Quyết chết tại chỗ. 4 công nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp và Bệnh viện Y Hải quân. Vụ tai nạn này xảy ra tại khu vực thi công cầu vượt bắc qua sông Lạch Ray trong gói thầu EX10 thuộc dự án cầu cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Gói thầu này do nhà thầu Nam Quang của Hàn Quốc trúng thầu. Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng Hải Phòng, 2 công nhân tử nạn là Bùi Hoài Nam, 40 tuổi ở Hải Phòng và Bùi Văn Quyết, 24 tuổi ở Thái Bình. Phải đến 14 giờ chiều cùng ngày với sự hỗ trợ của một chiếc cẩu lớn, các công nhân tại đây mới có thể đưa được xác nạn nhân Bùi Hoài Nam bị mắc kẹt trên trụ cẩu ra bên ngoài để đưa về bệnh viện làm thủ tục bàn giao cho người nhà nạn nhân. Đại diện công ty cổ phần cầu 12 thuộc Isenco 1, đơn vị trực tiếp thi công công trình cầu bắc qua sông Lạch Ray cho biết, bước đầu sẽ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân thiệt mạng là 20 đến 30 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí điều trị cho những người bị thương tại các bệnh viện. Đến chiều cùng ngày, công an quận Dương Kinh vẫn có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.